Xin chào các bạn, hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn căn chỉnh máy in 3D Fuchsia i3 để sao cho chất lượng in được mịn và đẹp nhất. Đây là sản phẩm khi máy vừa in. Thì để căn chỉnh thì đầu tiên các bạn sẽ chuẩn bị cho mình hai con lục. Thứ nhất bạn để vặn con bu lông lục chìm M3 và M4, một tờ giấy A4. Đầu tiên là các bạn thực hiện vào đoạn vào con trơn, các bạn chọn template, chọn lốp, tức là cái đầu nhiệt, rồi các bạn xoay và chọn xoay lên mức 200 độ. Sẽ đo hai bên trục dép để cho sao cho hai bên là bằng nhau. Các bạn dùng thước chia vạch để đo. Đây là 19.77. Bên đây là 20.1. Các bạn xuống. Ok, hai bên bằng nhau. Tiếp theo, trên màn hình LCD các bạn kích, các bạn nhấn xoay chuột xuống, xoay xuống, chọn Vertipair, chọn Auto Home. Lúc này thì ba trục sẽ đồng thời sẽ về góc. Khi về gốc thì con ốc ở đây sẽ đập vào cái mặt hệ điều chỉnh. Ba chục về gốc. Các bạn tiếp theo trên màn hình các bạn chọn Vertipair. Bạn chọn Distepper để thoát, để cho động cơ không giữ vị trí nữa. Thì vị trí lúc về gốc này là vị trí bắt đầu in. Thì các bạn sẽ cân chỉnh là sao cho đầu vòi phun cách bàn nhiệt, đầu vòi phun đây, vị trí đầu vòi phun cách bàn nhiệt đúng bằng một tờ giấy. Các bạn làm một tờ giấy vào sao cho đầu vòi phun hơi gì gì sát tờ giấy A4 được. Khi mà chưa cảm thấy hơi nóng, các bạn vặn con ốc ở đây. Các bạn căn chỉnh 4 vị trí của góc bàn, vị trí đầu nhất, đầu tiên, vị trí thứ 2, vị trí thứ 3, vị trí thứ 2, sang vị trí tiếp theo. Trong trường hợp mà các bạn vặn con tái ốc tai bướm này đi hết rồi mà bàn vẫn chưa cân, ví dụ mình vặn hết con ốc tái ốc tai bướm này mà bàn vẫn chưa cân, thì các bạn sẽ chỉnh cái end top jack này đi xuống để cho mũi, để cho cái đầu in này đi xuống thêm, để các bạn vặn thêm được con lò xo này xuống. Ví dụ trong trường hợp này mình giả dụ là mình vặn hết con đáo cái bướm này mà bàn nhiệt vẫn cách đầu phim một khoảng bàn nhiệt vẫn cách đầu phim một khoảng khá cao, thì các bạn sẽ vặn cho con end top này đi xuống. Các bạn end top xuống một tí một đoạn.
tiếp tục bạn các bác lại thực hiện thao tác ở trên màn hình LCD. Các bạn lại vào Prepare chọn Auto Home để cho về gốc. Lúc này trục Z sẽ đi sâu hơn vị trí hiện tại. Tiếp theo các bạn chọn Prepare, chọn Stepper. Bạn kích chọn và thao tác ra ngoài. Sau đó các bạn đăng ký tiếp. Quay được, có nhìn thấy đầu đây lúc này thì đầu vòi phun và bàn nhiệt đang và vòi phun đang đi sâu xoa hơn với bàn nhiệt. Thì lúc này các bạn sẽ vặn màu xoa đi xuống màu xoa. Trong trường hợp này mình cho đi xuống sâu nên là nó xoa bạn hết lực rồi mà vẫn chưa hết được bàn cả hơi sâu. Mình hơi quá, mình có thể nâng tiếp trục giác lên, nâng lên để cho Auto Home. Rồi, chọn Stepper để phát quả động cơ. Rồi, các bạn chọn Main để quay lại. Info Screen. Đây, thì lúc này thì cái vòi phun đã cách bàn nhiệt một khoảng rồi. Bây giờ mình phải vặn được cái màu soi. Các bạn mượn tờ giấy vào sao cho đầu vòi phun hơi ghi xuống tờ giấy một chút. Rồi, các bạn chỉnh vị trí này hơi sát rồi để không thể rút tờ giấy ra, mình lại bắt tiếp này xuống. Như vậy thì việc căn chỉnh đã hoàn tất. Bây giờ các bạn sẽ thực hiện thao tác là tháo nhựa ra và để thay nhựa để in. Để các bạn sẽ nung nóng cái đầu nhiệt này lên. Sẽ tháo nhựa. Các bạn trên mặt LCD các bạn sẽ thực hiện vào chọn vào control, các bạn chọn template, chọn lốp, tức là cái đầu nhiệt, các bạn xoay và chọn xoay lên mức 200 độ. Chọn
đầu nhiệt bắt đầu ra nhiệt. Thì trong sau khi ra nhiệt xong thì cái khối giữ này nó sẽ nóng mung nóng cái đầu phun xuống và các bạn sẽ mới tháo được nhựa. Còn bình thường thì nó đang bị kẹt lại nên sẽ không tháo được. Khi nhiệt độ đạt được 200 độ thì lúc này các bạn bóp cái phần tay đòn này, bóp góc xuống, bóp mạnh xuống. Lúc này nhựa bắt đầu được. Đây, các bạn bóp mạnh xuống, các bạn ấn xuống thì nhựa sẽ phun ra. Đấy, các bạn sẽ bóp mạnh và rút nhanh thì sẽ nhựa sẽ được đi ra. Thì thao tác này các bạn phải làm là hết sức là dứt khoát. Nếu mà rút mà không nhanh ấy, thì nó sẽ bị rắt ở chỗ đoạn bánh răng này, và các bạn sẽ phải tháo cái phần quạt ra để tháo được cái nhựa này ra. Tiếp theo các bạn làm cắt nhựa. Bạn cắt hơi tắt chéo một chút. Bạn bóp mạnh tay đòn xuống, nhấn xuống. Sao cho nhựa vào đúng họng đùn. Đây. Các bạn có thể quan sát qua cái phần đường khảo ống trông này, đây phần bánh răng này. Quay vào đùn này, quay vị trí kia. Các bạn cho nhựa xuống, nhựa bắt đầu đun ra. Sau đó các bạn sẽ gá phụ nhựa. Thì khi in các bạn gá sao cho thao tác in nhựa không bị vướng. Đây, mình gá này. Xê dịch cái này. Ấn đặt rồi. Từ thẻ nhớ các bạn đã copy file code vào trong thẻ nhớ và cắm vào adapter đọc thẻ. Các bạn cắm vào đúng rồi. Khi báo đã cả các ít xước tức là đã được. Các bạn chọn print from SD. Chọn file. Ví dụ ở đây mình in một file là mình in một cái file số 2 là gá động cơ của trục X1, tức là cái này. Vừa nãy thì mình đã in một cái trục X là của cái này. Bây giờ mình sẽ in tiếp một cái chi tiết ở bên đây. Đầu tiên thì sẽ ra nhiệt bàn lên 40 độ. Best heating. Tiếp theo là đến đầu đùn 200 độ. Máy in bắt đầu in.
đây là lớp nayer đầu tiên. Lớp nayer như này là đã khá ổn để cho các lớp tiếp theo trồng cho ông lên. Và như vậy thì quá trình cân chỉnh và bắt đầu in thì đã hoàn tất. Thì những video tiếp theo thì mình sẽ hướng dẫn các bạn các cân chỉnh cho máy in Enta. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video.